chào quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chào con Hương. Chào anh Hải. Nhân dịp cuối tuần, chắc hẳn quý vị và các bạn đang băn khoăn là không biết mình sẽ làm món gì để thay đổi khẩu vị trong buổi ăn sum họp của gia đình. Sẵn đây, mình Hải xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn lạ lạ, quen quen mà chế biến nhanh, ngon miệng nữa, rất là hấp dẫn. Wow, anh Hải đúng là số 1 nha. Em thật sự cũng đang băn khoăn là cuối tuần này không biết làm món gì đó. Ủa mà món gì lạ mà quen vậy anh? Món này có tên gọi rất là thú vị, đó là cá cuốn tôm chiên. Cá cuốn tôm chiên hả anh Hải? Vậy thì nguyên liệu để làm món này gồm có những gì hả anh? Nguyên liệu để làm món cá cuốn tôm chiên này gồm có cá lóc phi lê, tôm đất, thịt nạc dăm xay, giò sống, mít, củ gừng, hành tây, ớt, ngò rí, đầu hành băm, thì là băm, hành băm, tỏi băm và trứng gà, bột mì và bột chiên xù. Gia vị gồm có tương ớt, hạt nêm ăn xi ngon, tiêu, muối, dầu ăn và một gia vị nữa, đó là sốt mayonnaise Lisa. Nguyên liệu và gia vị đã đầy đủ hết rồi, vậy thì còn chờ gì nữa? Quý vị khán giả hãy cùng với Ngọc Hương xem anh Hải làm món cá cuốn tôm chiên nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt cá. Cá chúng ta sẽ cắt lát mỏng để chúng ta dễ cuốn ha. Dạ. Sau khi cắt cá xong, chúng ta sẽ ướp cá. Chúng ta sẽ cho một ít thì là gừng, một ít hạt nêm ăn ngon và một ít tiêu. Bây giờ anh sẽ trộn đều cái này lên ha. Dạ. Sau khi ướp cá xong, chúng ta để cá khoảng chừng 10 phút cho cá thấm gia vị. Tiếp theo chúng ta sẽ ướp thịt. Thịt chúng ta sẽ cho một ít hạt nêm, một ít tiêu, cái đánh là hành. Mình ướp với hành tím hả anh hả? Hành tím em. Dạ. Và một ít tỏi. Chúng ta sẽ trộn đều lên. Chúng ta sẽ trộn thêm phần giò sống vào. Giò sống chúng ta đã có gia vị trong đó rồi, nên chúng ta không cần nêm thêm gia vị nữa. Em sẽ ghi nhớ điều này. Quý vị khán giả cần lưu ý, tức là chúng ta sẽ ướp thịt trước và sau đó mới cho giò sống vào, bởi vì giò sống đã có sẵn gia vị. Sau khi thịt chúng ta ướp lại với giò sống và một ít gia vị xong, chúng ta sẽ lột tôm. Em phụ với anh Hải lột tôm rồi. Nha, hai anh em mình cùng lột tôm. Thứ nhất là con Hương bỏ đầu nha. Bỏ đầu rồi, có bỏ đuôi không anh Hải? Không, tại vì cái đuôi này chúng ta dùng để làm trang trí món ăn cho nó đẹp, nên chúng ta phải giữ đuôi lại. Dạ. Rồi anh sẽ bỏ ở đây nha. Dạ. Ủa mà em có thắc mắc nha anh Hải, sao mình không luộc tôm trước rồi mình lột ra cho dễ không? Tại vì mà chúng ta luộc thì nó sẽ không có cái độ ngọt giống như tôm sống. Dạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộn cá. Đầu tiên chúng ta sẽ cho một miếng cá lên. Dạ. Rồi anh sẽ cho một ít nhân lên nha. Nhân này chúng ta phải chải đều lên chút xíu, hơi đều một xíu. À, mình sẽ tán nhân đều trên bề mặt cá đúng không? Bề mặt cá xong. Kế đến anh sẽ cho thêm một con tôm vào làm nhân nha. Dạ. Rồi anh sẽ cuộn tròn lại. Đơn giản vậy thôi hả anh Hải? Đúng rồi, rất là đơn giản. Trứng gà chúng ta sẽ đánh tan ra. Đầu tiên chúng ta sẽ lăn qua bột mì. Lăn qua bột mì. Sau khi chúng ta lăn bột mì xong, chúng ta sẽ lăn qua trứng. Ngọc Hương sẽ đẩy bột xù lên trên xong rồi. Đẩy bột xù lên trên. Ấy qua. Ấy qua. Rồi chúng ta sẽ lăn thêm một vòng nữa. Dạ. Rồi như vậy là được rồi. Nếu mà món ăn của chúng ta nhiều bột xù quá thì khi chúng ta ăn vào nó sẽ bị cứng đi, nên chúng ta phải cho một lượng bột xù vừa đủ thì món ăn chúng ta sẽ rất là ngon. Sau khi tất cả nó hoàn tất, bây giờ đến chiên thôi đúng không Hương? Đúng rồi, chiên thôi. Trong lúc các bạn chiên, các bạn nên lưu ý là chúng ta phải xè cái đuôi tôm ra như vậy. Khi chiên tôm chúng ta sẽ rất là đẹp. Con tôm có cái đuôi đẹp quá anh Hải ơi, xè xè lên mà màu đỏ ao luôn. Trong lúc chờ tôm chín vàng thì hôm nay Minh Hải xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một công thức để pha sốt mayonnaise. Chúng ta sẽ pha 4 muỗng sốt mayonnaise, khoảng 2 muỗng tương ớt, một ít lá thì là băm nhuyễn và khoảng 2 muỗng hành tây băm nhuyễn. Sau khi chúng ta cho hành tây vào, chúng ta sẽ trộn đều hỗn hợp này lên.
Trong màu sắc rất là đẹp nha Ngọc Hương ha. Dạ. Rồi tất cả đã xong, để Ngọc Hương tắt lửa giùm anh nha. Dạ. Rồi anh sẽ vớt ra. Wow, anh Hải đã trang trí một cái dĩa để cho cá cuốn tôm chiên ra nhìn hấp dẫn mà đẹp mắt nữa. Cái đó mình xin cho anh thêm một con nữa. Bây giờ anh em mình sẽ thử thôi đúng không? Dạ. Anh lựa con nào nguội nguội cho em thử nha. Rồi anh sẽ lựa con nguội cho em nha. Sốt. Em làm anh hồi hộp quá. Công nhận nha, món cá cuốn tôm chiên của anh thật là ngon. Quý vị khán giả biết không, món cá cuốn tôm chiên ăn vào có vị béo đầu tiên là của sốt mayonnaise trộn với tương ớt và thơm mùi thì là. Kế đến là thịt cá ngọt, tôm cũng ngọt và chiên rất là giòn. Vì vậy ăn vào có một cảm giác là muốn ăn hoài luôn á. Quý vị khán giả thân mến, thật tuyệt vời, vào những ngày cuối tuần, chúng ta cùng với người thân, bạn bè vừa thưởng thức món cá cuốn tôm chiên, vừa tâm sự với nhau. Ngọc Hương chúc quý vị khán giả sẽ thành công và ngon miệng. Còn bây giờ, Ngọc Hương và Minh Hải xin được chào tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chương trình lần sau, được phát sóng trên kênh truyền hình quen thuộc HTV7 vào lúc 11:50. Xin chào!